Kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn câu chuyện về một hành trình của những tấm lòng, hành trình của trái tim, những trái tim biết sẻ chia ngay trong những khó khăn nhất và những ủi an đã đến với số phận của một cụ già neo đơn lầm lũi trong những tờ vé số và nhiều gánh ve chai qua những ngày mưa gió lạnh và những tin vui mà Vòng tay nhân ái muốn gửi tới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, lòng người đã được sưởi ấm giữa những mùa đông lạnh lẽo, nỗi xót xa trước những éo le của một phần đời trong những tai họa bế tắc và cô quạnh đã được thắp lên lửa ấm tình người. Câu chuyện đời và những nỗi niềm trong sự vất vả và mưu sinh của tuổi già neo đơn, tật bệnh lẩn thẩn của cụ Nguyễn Thị Thiểu ở tổ dân phố 16, phường 4, thành phố Đà Lạt đã nhận được những sẻ chia đồng đầy lòng trắc ẩn nhân sinh như thế. Một cụ già neo đơn, những đêm tê tái đi lượm ve chai, những ngày mưa nắng với dăm ba tờ vé số, những chén cơm tình thương ở mỗi quán ăn, một căn trọ chứa đầy xác và ve chai, tất cả khiến người ta không thể cầm lòng. Và giữa mùa đông giá lạnh, trong nỗi cô quạnh của tuổi già, trong những vật vả mưu sinh, trái tim cụ Thiểu đã được sưởi ấm bởi những chân tình mộc mạc nhưng sâu sắc sự ủi an đỡ đần. Cũng mong là coi như có nhiều người giúp đỡ đó để cho bà kiểu khỏi cảnh như vậy. Là nhiều khi 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ đó về gánh gồng về đây mà mưa gió cũng đi chứ không phải là không đi đó, thành ra là khổ lắm. Những người mà tình thương Mạnh Thường Quân mà về mà giúp đỡ cho bà thì đây rất là mừng đó, chỉ vì có người chung tay để cho bà khỏi khổ là rất là mừng. Trong cái khốn khổ của một kiếp người, trong nỗi đau của người mẹ bị nghèo khổ, phải cho một trong hai đứa con đi để nó được sống. Và trong nỗi đau trước sự ra đi của đứa con trai còn lại, người mẹ già bất hạnh, chới với, cô quạnh, đau đớn. Khi tỉnh, khi mê, khi nói nhảm một mình giữa căn nhà, khi nào cũng bịt kín bởi xác, đã có những hơi ấm tình người đầy xót xa, đồng cảm gửi trao. Thì trong thời gian vừa qua thì đoàn đã tới thăm và cũng có cái chương trình phòng tay nhân ái với bà, đối với bà Nguyễn Thị Thiểu. Thì hôm nay đoàn là lại tiếp tục như là tới và cũng như là trao những phần quà rất là cần có ý nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thiểu. Thay mặt tổ dân phố tôi xin như là cảm ơn đoàn vòng tay nhân ái để tạo điều kiện giúp đỡ cho bà Nguyễn Thị Thiểu có cuộc sống tốt hơn. Thì riêng bản thân tôi cũng mong đoàn vòng tay nhân ái sẽ như là tiếp tục giúp đỡ những cái mảnh đời coi như là khổ bất hạnh để họ có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tất cả là những người coi như là hiện giờ đang có cuộc sống khó khăn thì họ rất là cần thiết đến tới coi như là chương trình tay nhân ái. Và từ hôm nay, sau những tấm vé số ít ỏi được bà con thương mỗi ngày, cụ già khi tỉnh, khi lẩm cẩm, vốn quẩn quanh với những xe rác để mong tìm được những đồ còn dùng được, còn bán được trong những thứ người ta đã bỏ đi, đã bớt đi những tuổi phận, đã ấm áp thêm trái tim vốn hiu quạnh. Vì những bàn tay ấm đã đến bên người mẹ già neo đơn, vốn chất chứa những niềm đau suốt cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện đời ngặt nghèo trong những tai ương, trong những niềm đau, những nỗi cô quạnh, những khốn khổ trước những bỉ cực của số phận đã được thấu hiểu, đã được đồng cảm, được đỡ đần. Sự đỡ đần không chỉ ở khi dư giả mà là sự trao đi ấy, là những chắc chiêu, những dành riêng trong những lo toan thường nhật mỗi ngày. Một hành trình trao đi dung dị nhưng đầy trân quý. Bà Dư Trân ơi! Ơi! Dạ.
Dạ, con chào dì. Dạ, con tới nhận tiền ủng hộ vòng tay nhân ái. Rồi, rồi, dạ. Con mời con vô. Dạ, năm mới mình lại gặp nhau, lại đồng hành với nhau. Dạ. Trân trọng thay những người bạn đã luôn đồng hành cùng vòng tay nhân ái. Họ làm việc thiện từ trái tim mình. Họ có khi là những bác xe ôm, những chú thợ xây, những chị bán rau. Có khi là những cụ già luôn dành dụm, chắc chiêu để trao đi. Vì là mong sao á, cái chương trình cứ giữ mãi mãi để mà góp về cho gì, góp sức với, góp tay với để mà lo cho những người khó khăn. Lòng nhân ái đã luôn mang lại những điều kỳ diệu riêng cho cả người cho lẫn người nhận giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống, khi những vô cảm đâu đó vẫn lưng chừng đi ngang qua. Và khi đó những tấm lòng, tình người hơn bao giờ hết cần được thắp sáng một cách trân quý nhất. Cái đóng góp này là vợ chồng mình cũng bàn bạc. Tích ít lương hưu, vì mình có lương hưu nó ổn định hàng tháng. Cho nên là thấy những cái hoàn cảnh khó khăn người ta thì mình giúp đỡ được phần nào thì mình giúp theo cái khả năng của mình thôi. Thì hai nữa là vận động xung quanh, nếu những người nào có điều kiện thì mình vận động thêm. Bây giờ cũng được mấy người nữa đó. Tình người ở mỗi nơi vòng tay nhân ái đến đã được thực hiện bằng mệnh lệnh trái tim, bằng trách nhiệm từ tấm lòng suốt bao năm qua. Thêm những sự chung tay, thêm những lần cố gắng, những sẻ chia được nhân lên cùng nhau trong mỗi trái tim, nơi những tấm lòng. Còn đó rất nhiều những nỗi đau, sự khổ sở, bế tắc đang phải âm thầm chịu đựng, gồng gánh trên những đôi vai sắp cùng kiệt sức lực. Đó là những em bé nghèo hiếu học đáng thương phải gian dở việc học của đời mình bằng ánh mắt thèm thuồng, mơ ước. Và còn đó những cảnh đời, những số phận sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác mà không ai không thể lường trước được. Vậy nên những nỗ lực không ngừng nghỉ vẫn được nhân lên từng ngày, để những ước mơ đẹp đẽ có thể trở thành điều ước có thực giữa cuộc đời. Qua cái theo dõi thì mình thấy rằng cái sức lan tỏa ngày càng lớn, số cá nhân các mạnh thường quân tham gia vào chương trình ngày càng đông. Và mình cũng mong mỏi rằng cái chương trình này sẽ tiếp tục lan tỏa với cộng đồng, không để ai bỏ lại phía sau, ngày càng có ý nghĩa. Lòng nhân ái như một lực nam châm vô hình gắn kết mọi người lại với nhau trong những khoảng lặng bình yên, để thấy rằng trong khốn khó nhất, tình người chưa bao giờ lùi tắt. Vì thế trân trọng lắm mỗi tấm lòng. Vì thế hành trình nhân ái không quản ngại những nẻo đường, nhận và trao với tất cả sự tận tình và niềm trân quý. Bởi chúng tôi biết, mỗi bước đi, sự gửi gắm, mỗi sự trao đi và sẻ chia đều mang theo những ấm áp, mang theo hy vọng và niềm tin cho một ngày mai. Và hành trình ấy chắc chắn sẽ còn đi xa nữa bởi những nhịp đập yêu thương chưa bao giờ vơi cạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, chương trình Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài đã tiếp tục nhận được nhiều tình cảm từ những tấm lòng ấm áp, đầy đặn, những ân tình. Vòng tay nhân ái xin thông tin về những nghĩa cử của quý vị đã kết nối với chương trình. Thượng tọa Thích Viên Thanh, Thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Nhóm giáo viên hưu trí Trường Trung học Cơ sở Lam Sơn Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Hội cựu sinh viên xây dựng Bách khoa Đà Lạt Lâm Đồng ủng hộ 1 triệu đồng. Anh Lâm Đà Lạt Lâm Đồng ủng hộ 500.000 đồng. Bác Lê Thị Thú 172 Tô Hiến Thành phường 3 Đà Lạt ủng hộ 400.000 đồng. In Photo Dũng 122 Phù Đổng Thiên Vương phường 8 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Anh Trường Ga Hoàng Thương 122 Phù Đổng Thiên Vương phường 8 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Cô Lưu Thị Giỏi số 2 Cổ Loa phường 2 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Cô Hiếu Trần Khánh Dư Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Lưu Thúy Anh, thôn 1 xã Đà Đờn Lâm Hà Lâm Đồng ủng hộ 200.000 đồng. Chú Nguyễn Phương Phong thôn 3 xã Tà Nung Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng.
cô Vũ Thị Hương, số 12 Đa Minh, phường Nam Đà Lạt ủng hộ 50 kg gạo và 1 triệu đồng. Bác Nguyễn Thị Sen, số 42 Hoàng Văn Thụ Đà Lạt ủng hộ 2 triệu đồng. Tiệm cơm Ngọc Châu, số 2 khu Hòa Bình Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chú Nguyễn Trí Trung, số 16B Gia Gút, phường Nam Đà Lạt ủng hộ 5 triệu đồng. Chị Phạm Hà Thúy Anh, nhà thuốc Nhân Hòa Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Là, số 110 Vạn Hạnh, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Anh chị Phong Mai, 18/3 Hoàng Diệu, phường Nam Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Phật tử Chùa Thư Thuyền, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn những tấm lòng của quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chuyên mục Vòng Tay Nhân Ái. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.